của ngựa con Ngựa con sống yên bình bên cha Ở một thung lũng có nhiều cỏ non Một hôm ngựa con nói với cha Ở đây buồn chán chẳng có gì vui Con muốn đi nơi khác Ngựa cha đáp Nếu con muốn như vậy Thì chúng ta sẽ rời khỏi nơi đây Hôm sau Hai cha con nhà ngựa lên đường Đi ròng rã suốt ngày Vượt qua những dãy núi cao Hai cha con đến một nơi chỉ thấy nhà cửa phố xá. Trời đã tối nhưng hai cha con vẫn chưa tìm được cỏ để ăn, nước để uống. Cả hai đều mệt, đói và khát. Ngựa cha bèn dẫn ngựa con theo đường tắt mà đi. Đến khuya thì cả hai cha con đến nơi ấy. Ngựa con ngửi thấy mùi cỏ non thơm ngát, chú vừa gặm cỏ vừa nói với cha. Con muốn ở lại đây, cha ạ. À. Trời hửng sáng, ngựa con ngạc nhiên khi nhận ra nơi đây chính là quê nhà mà chú từng rời bỏ mong ước của ngựa con ngựa con sống yên bình bên cha ở một thung lũng có nhiều cỏ non một hôm ngựa con nói với cha ở đây buồn chán chẳng có gì vui con muốn đi nơi khác ngựa cha đáp nếu con muốn như vậy thì chúng ta sẽ rời khỏi nơi đây hôm sau hai cha con nhà ngựa lên đường đi ròng rã suốt ngày vượt qua những dãy núi cao hai cha con đến một nơi chỉ thấy nhà cửa phố xá trời đã tối nhưng hai cha con vẫn chưa tìm được cỏ để ăn nước để uống cả hai đều mệt đói và khát ngựa cha bèn dẫn ngựa con theo đường tắt mà đi đến khuya thì cả hai cha con đến nơi ấy ngựa con ngửi thấy mùi cỏ non thơm ngát Chú vừa gặm cỏ vừa nói với cha Con muốn ở lại đây cha ạ à. Trời hững sáng Ngựa con ngạc nhiên khi nhận ra nơi đây chính là quê nhà mà chú từng rời bỏ